Chị em phụ nữ thường hay chú trọng đến việc làm đẹp cho da mặt mà hay quên đi việc làm đẹp cho làn da cơ thể. Chính vì vậy, sự tác động của môi trường, thời tiết nắng nóng cũng như sự lão hóa của tuổi tác đã ngày càng làm cho làn da cơ thể bị xuống cấp trầm trọng. Chị em phụ nữ không thể tự tin với một đôi bàn tay đen sạm hay một đôi cánh tay bị đốm nâu đồi mồi và một làn da cổ khô, nhăn, lão hóa sẽ làm cho chúng ta mất tự tin khi tiếp xúc với mọi người. Và để diện một bộ thời trang gợi cảm thì sao? Chúng ta không thể che giấu hết những khuyết điểm của làn da cơ thể dưới lớp trang phục được. Một câu hỏi được đặt ra, vậy làm thế nào để chúng ta có được một làn da cơ thể trắng đẹp hoàn hảo? Bộ kem tắm trắng và dưỡng da Bạch Ngọc Liên sẽ là giải pháp để chúng ta có được làn da cơ thể trắng đẹp như ý. Với chiết xuất từ mầm gạo, tinh chất sữa non và các chất làm trắng da từ dâu tằm, đó không chỉ là bí quyết làm đẹp của các cung tần mỹ nữ ngày xưa, mà còn là bí quyết làm đẹp da an toàn từ thiên nhiên cho chị em phụ nữ ngày nay. Bên cạnh, sản phẩm Bạch Ngọc Liên còn được bổ sung các chất làm trắng da cao cấp của công nghệ hiện đại như chất làm trắng da AHA, các vitamin A, E, C sẽ nuôi dưỡng và làm trắng da từ sâu bên trong tế bào, làm cho làn da cơ thể ngày càng trắng đẹp hơn. Bí quyết làm trắng da toàn thân của chị em phụ nữ đó là bộ tắm trắng Bạch Ngọc Liên. Bạch Ngọc Liên, sáng liền toàn thân. Sản phẩm được chứng nhận bởi Sở Y tế. Liên hệ công ty phân phối Thành Nam, địa chỉ 1A quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0866804401, 0933331422, website tắm trắng bạch ngọc liên.com. Sản phẩm có bán tại các cửa hàng trên toàn quốc.